rất là khó tả, bởi vì thật sự lúc mà đấu thì nó chưa cảm nhận lắm, nhưng mà khi mà thắng xong mà khi mà mình muốn quay lại cảm ơn các fan Cần Thơ đó theo dõi thì mình cảm thấy mình cũng kìm nước mắt không được. Cảm giác là lạ khi trở về một mái nhà nhưng mà mình không còn ở đó. Mình cũng rất là xúc động, em mọi người đều còn nhớ đến mình và vẫn dành rất là tình yêu cho mình. Đó là động lực lớn nhất để mình có thể cống hiến được. Một lần nữa mình cảm ơn tất cả mọi người luôn ủng hộ mình và hy vọng mọi người sẽ luôn ủng hộ đội Kết Fit.